Kính thưa quý vị, người Khmer tại Việt Nam là một dân tộc thiểu số trong số 54 dân tộc ở vùng đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam. Người Khmer còn được gọi là người Việt gốc nguyên. Kính mời quý vị cùng thưởng thức sau đây một vũ điệu truyền thống của dân tộc Khmer qua bài hát Sóc Sờ Bay Sóc Trăng, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần đạo diễn của cô Châu Hà và Văn Búa, Văn Bút Đông Nam Hoa Kỳ. Xin kính gửi quý vị sau đây. Yeah.